Kính chào quý khán giả, ngày hôm nay chúng tôi, ký giả Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Hoàng Duyên trở lại với chương trình truyền hình Cali Today trong tiết mục 60 phút để tiếp tục cái phần anh em chúng tôi đã nói về tuần trước, đó là cái sự hung hăng của Bắc Hàn và phản ứng của thế giới. Trong lúc anh em chúng tôi đang nói chuyện ngày hôm nay thì lại có tin Bắc Hàn lại phóng thêm một cái hỏa tiễn nữa. Mà trước đó chúng ta đã biết rằng Bắc Hàn cho thử một cái quả bom mà theo nhiều nguồn tin cho biết đó là cái bom hydrogen, một cái loại bom khinh khí cao độ. Và Bắc Hàn lại đưa ra những lời đe dọa là có thể tấn công bằng cái hệ thống EMP, có nghĩa là những cái lực điện từ mà phá cái hệ thống điện của nước Mỹ. Thì đó cũng chỉ là những lời đe dọa thôi. Nhưng mà trước cái hành động khiêu khích đó, Liên Hiệp Quốc trước áp lực của Mỹ cũng đã ngồi lại và đã đưa ra một cái bản nghị quyết để mà trừng phạt Bắc Hàn. Trước khi chúng tôi vào cái phần đối thoại trình bày, chúng tôi muốn ký giả Nguyễn Xuân Nam tóm tắt đến cùng quý khán giả là cái nghị quyết đó được ra hồi nào và những cái điểm chính của cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để mà trừng phạt Bắc Hàn, thưa anh. Trước hết cho phép chúng tôi một lần nữa xin trân trọng kính chào quý vị và xin kính chào luật sư đẹp trai Nguyễn Hoàng Duyên, thưa anh. Dạ, xin chào. Thưa quý vị, chuyện Bắc Hàn có lẽ là một chuyện dài nhân dân tự vệ, thưa quý vị. Nó không phải chỉ kết thúc ở đây mà nó còn tiếp tục đi nữa. Khi chúng ta đã nói tới chỗ này rồi đó, thì đang ngồi nói chuyện với tất cả quý vị đây thì nó là phóng một cái hỏa tiễn đi, cũng đi qua cái luồng, qua cái quần đảo phía bắc của Nhật Bản là Hokkaido, và nó đi ra Thái Bình Dương nữa. Thì đó, và trước đó thì Bắc Hàn lại cho rằng ngày hôm qua thì Bắc Hàn còn tuyên bố là sẽ đánh chìm nước Nhật xuống dưới lòng biển và làm nước Mỹ đó, biến nước Mỹ chỉ còn thành tro bụi và tăm tối. Có nghĩa là liên tiếp Bắc Hàn đánh vào mồm và đe dọa nước Mỹ, Nhật Bản cũng như Nam Hàn. Thì chúng ta biết rằng để tôi đi tình từ, chúng tôi tiếp tục, thưa quý vị, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục là để mà cập nhật cho quý vị khi có những tình hình mới, những diễn biến mới liên quan đến khủng hoảng của bán đảo Triều Tiên, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy rằng trước câu hỏi của luật sư Nguyễn Duyên á, là cái việc trừng phạt của Liên Quốc như thế nào, thưa quý vị, thì ta biết rằng ngày 3 tháng 9 thì Bắc Hàn thử quả bom, trước đó thì phóng hỏa tiễn, và ngày 3 tháng 9 thì thử quả bom mà hydrogen dưới lòng đất và khiến quốc tế phản ứng. Khiến quốc tế phản ứng thì ngay lập tức là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Liên Quốc mở cuộc họp khẩn cấp vào ngay ngày Labor Day, ngay ngày 2 tháng 9, ngay ngày Labor Day, ngày 3 tháng 9. Và sau đó thì Hoa Kỳ mới soạn thảo một cái văn bản, biên soạn cái văn bản, một cái nghị quyết để trừng phạt Bắc Hàn. Và tuy cái nghị quyết đó không được đồng thuận 100%, nhưng Hoa Kỳ đòi cao hơn, đòi nặng nề hơn. Tuy nhiên 15 quốc gia đã đồng thuận một cái nghị quyết trừng phạt nó nhẹ hơn mức Hoa Kỳ bị yêu cầu. Nhưng mà đây một điểm rất quan trọng để chúng tôi sẽ ảnh hưởng tới bài viết này, thưa bài nói chuyện này, thưa quý vị. Quý vị có thể tưởng tượng trong 11 năm qua thì đây là lần thứ 9 Liên Hợp Quốc ra cái lệnh trừng phạt với Bắc Hàn và có cái số phiếu bỏ phiếu thuận Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên con số 100%. Như vậy đó là đây là lần thứ 9, thưa luật sư, và kể từ năm 2006 là khoảng 12 năm qua, trừng phạt 9 lần mà do đồng thuận của toàn bộ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, không phải là lần đầu tiên. Cho nên Bắc Hàn đã cái chuyện mà trừng phạt đó, đối Bắc Hàn á, đó chuyện nó hơn một thập niên rồi và hơn 9 lần rồi. Cho nên Bắc Hàn họ quen, họ chịu đựng, họ đối phó và họ vượt qua. Cái đó là một yếu tố rất là quan trọng. Cho nên giống như tiếng Việt gọi là lần thuốc, tên em lần thuốc, uống thuốc riết là lần thuốc. Thì trong trường hợp này chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề Bắc Hàn bị lần thuốc hay không phải Bắc Hàn,
Bắc Hàn bị đánh gục trong đợt này. Thì để tóm lại, để quý vị theo dõi cùng chúng tôi đó, là cái nghị quyết mới nó có nặng nề hơn so với các nghị quyết của các lần trước. Chúng ta biết là lần 9 có nghĩa 8 lần trước nó không nặng vào lần này. Lần này được xem là nặng hơn so với 8 lần trước. Thì thứ nhất á, nghị quyết cấm bắt hàng xuất cảng về than đá và khoáng sản. Mà chúng ta biết á, than đá và khoáng sản á, là cái mặt hàng xuất cảng, gọi là nghĩa là để kiếm ngoại tệ về cho nền kinh tế bắt hàng nhiều nhất. Cái thứ hai nữa là cấm bắt hàng xuất cảng vải, sợi và dệt. Chúng ta biết rằng tổng giá trị, tổng tỷ trọng, trong tỷ trọng của cái hàng xuất cảng, tổng giá trị xuất cảng bắt hàng trong hàng năm á, thì vải, sợi và dệt nó chiếm tới 29%, khoảng 30% là 1/3 đó. Trên 50% là của than và khoáng sản, 30% là vải, sợi, dệt. Cho nên khi mà cắt cái khoản này đó, cắt cái khoản mà xuất cảng than đá, xuất cảng về khoáng sản, xuất cảng hàng vải, hàng dệt, hàng may đó, thì coi như cái nền kinh tế Bắc Hàn bị cảm thủ, bị chặt về cái đầu, về cái đó là gì? Đó là đồng tiền ngoại đồng tiền ngoại quốc đó, để tiền tệ quốc tế. Thì từ đó Bắc Hàn mới mua những cái này cái nọ cho nền kinh tế, nhập cảng dầu hóa, rồi mua xa xỉ phẩm, rồi mua những cái vấn đề dụng cụ để làm hỏa tiễn hay là vũ khí hạt nhân. Cho nên cái khi mà cái đợt cấm lần này đó, là cũng là một đoàn trảm thủ về kinh tế, nhưng mà từ mà tôi xin dịch lần trước đó, là một đoàn trảm thủ về kinh tế, và họ cấm luôn cái vấn đề xuất cảng seafood là thủy hải sản sang cái nước khác. Như vậy lần này ba cái mặt hàng được xem, ba cái lĩnh vực được xem bị cấm nhiều là than đá, khoáng sản, vải, sợi, hàng dệt, seafood, và cái điều nữa là cấm các nước, Liên Hợp Quốc cấm tất cả các nước cấp giấy phép lao động mới cho công nhân của Bắc Hàn xuất cảng. Tức như là những cái công nhân Bắc Hàn đưa đi qua Nga, Xô, đi ra qua Trung Quốc, đi ra qua các nước Đông Âu đó, để mà làm việc theo lao động, để từ đó đem ngoại tệ về cho Bắc Hàn, thì cái đó bây giờ là cấm những giấy phép hợp đồng mới. Tức như cái nào cũ thì giữ nguyên, không đuổi về, nhưng mà không có gia hạn hợp đồng và không có cho giấy phép mới, phải không? Cho nên cái đó là cái lĩnh vực để mà cũng là nhằm mục đích là cắt cổ cái nền kinh tế của Bắc Hàn. Và về chúng ta biết rằng hiện nay đó, còn vấn đề mà đối với Trung Quốc và một số nước thì cấm, không phải là cấm mà nó có cái cap, nó đưa một cái limit, giới hạn cái việc bán dầu cho Bắc Hàn. Cái chuyện mà nó có cái cap rõ ràng, tất nhiên là không phải là cắt 100%. Mỹ thì muốn cắt cùm, phải không? Nhưng mà cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc á, là đặt một cái giới hạn, đặt một giới hạn cho cái số lượng bán dầu từ Trung Quốc qua bên Bắc Hàn. Thì cái này đó, nó cũng hơi thoi thóp thở đối với Bắc Hàn. Thì và cho phép các chính phủ có cái quyền lên tàu khám xét những cái tàu của quốc tế, những cái tàu các nước mà cập trên đường di chuyển mà có cập cái cảng của Bắc Hàn, thì trên hành trình đi của họ, họ có quyền dẫn đồ cái tàu đó vào cập một cái bến nào đó, một quốc gia nào đó, và khám soát trên đó để phòng hờ là có thể tịch thu những cái nguyên vật liệu, để thu dụng cụ về vấn đề vũ khí nguyên tử và hạt nhân. Cho nên họ có thể cho cái lực lượng để mà áp tải lên tàu, áp tải khám xét những cái tàu nào trên các quốc gia trên thế giới mà có cập bến cảng Bắc Hàn trên đường đi, hành trình đi và về của họ đó, đều có thể bị lên, có thể lên tàu và bị kiểm soát. Họ có cái cho phép một hạn chế, rất là cực kỳ hạn chế cái banking, là vấn đề mà nhà băng. Bởi vì đó, các cái nhà băng Trung Quốc hiện nay đó, họ phải gần như là giới hạn, cực kỳ giới hạn cái hoạt động làm ăn về ngân hàng với cái Bắc Hàn, bởi vì nó trong cái lệnh cấm của Mỹ. Thì đó là những cái bản tóm tắt một cách sơ lược để quý vị thấy rằng cái nghị quyết của Hội đồng An Liên Quốc lần này đó, nó
chúng ta chưa phân tích về tiếng nữa, quý vị sẽ nghe luật sư Duyên chúng ta phân tích đi sâu hơn. Nhưng cái mục tiêu đó là nói một cách khác hơn đó, đây là một đòn cảm thủ về vấn đề kinh tế đối với Bắc Hàn. Nhưng mà trở lại luật sư Duyên, nó có được hay không, không được như nào chúng ta sẽ bàn sau. Trở lại luật sư. Vâng. Và thưa quý khán giả, đó, như khi giảng viên Xuân Nam vừa trình bày đó, chúng ta biết là từ năm 2006 đến nay khoảng 11-12 năm, 9 lần Liên Hiệp Quốc đã ra những cái nghị quyết để trừng phạt, để chế tài Bắc Hàn, nhưng mà gần như không có hiệu quả gì cả. Cứ mỗi một lần mà có cái nghị quyết nào đó thì Bắc Hàn họ cũng chỉ im lặng một thời gian ngắn, họ lại làm lớn chuyện hơn. Thành ra cái chữ lờn thuốc thực sự ra nó rất là đúng, mình rất là dễ hiểu trong cái trường hợp này. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi vào sâu cái thực tế của những cái quan hệ thế giới đó, chúng ta mới hiểu tại làm sao mà 9 lần nghị quyết như thế mà Bắc Hàn họ vẫn coi thường, họ vẫn tồn tại. Bây giờ mình nói thí dụ, cái giảng viên Xuân Nam nói rằng là cái nghị quyết bây giờ giới hạn cái xuất cảng của họ về vải sợi, về than, vân vân. Nhưng mà cái kẹt của mình là cấm xuất cảng, nhưng mà hai cái nước lớn là Nga với Tàu họ vẫn tiếp tục, họ không ra mặt để mà họ mua công khai, nhưng mà sẽ có những cái công ty nào đó, quốc dân nào đó mà Trung Quốc và Nga cố tình họ nhắm mắt, họ làm lơ. Cái bài báo ngày hôm nay chúng tôi đọc được đó cho biết rằng là Nga với Trung Quốc luôn luôn làm lơ để cho những cái việc xuất cảng của Bắc Hàn, mặc dù có những cái chế tài của Liên Hiệp Quốc, cái việc xuất cảng vẫn xảy ra, vải sợi cũng thế. Rồi nói là tàu bè ra vào thì sẽ có những cái biện pháp chế tài cho người lên xét để mà có những cái hàng hóa về nguyên tử hay không. Nhưng mà cái lệnh đó lại không có được theo như là ý Mỹ muốn. Trong cái nghị quyết nó nói rõ là cái sự khám xét đó chỉ xảy ra khi nào cả hai phía là Bắc Hàn và cái quốc gia mà có liên hệ với Bắc Hàn có sự đồng ý hai phía thì cái việc đó nó mới xảy ra. Trong thực tế, trong bao nhiêu năm qua, cái chuyện đó không bao giờ xảy ra cả. Còn bán dầu với hơi đốt cho Bắc Hàn thì thực sự ra Bắc Hàn là một cái đất nước theo cái chế độ độc tài toàn trị, người dân không có xài bao nhiêu xăng với lại hơi đốt cả, mà là chính quyền là quân đội của Bắc Hàn thôi. Thì những cái cung cấp đó cũng lại được cung cấp ngầm từ phía Nga, phía Tàu. Trả tiền bằng cách nào? Ngay bây giờ, cái giả Nguyễn Xuân Nam và quý khán giả biết rồi đó, là nó có nhiều cái loại tiền mà họ không có xài đồng đô la hay là đồng yen của Nhật Bản hay là đồng renminbi của Trung Quốc nữa, mà là họ xài cái loại tiền nó gọi là cryptocurrency, tức là tiền điện tử đó. Chúng ta nghe những cái đồng bạc như là cái đồng Bitcoin là nghe trong bao nhiêu năm nay, rồi cái bây giờ họ lại ra cái đồng Ethereum, nhiều đồng bạc mà gọi là điện tử đó. Chúng ta muốn mua một cái Bitcoin chẳng hạn, chúng ta vào cái website đó, chúng ta bỏ $3,000 ra, chúng ta mua được một đồng Bitcoin. Rồi khi mà họ trả nhau bằng cái tiền, chẳng hạn mua dầu, họ không có trả bằng đô la mà họ chuyển điện tử bằng Bitcoin. Cái hệ thống Bitcoin đó họ dùng một cái loại phần mềm của điện tử, khiến cho các nhà băng, kể cả nhà băng thế giới, không có theo dõi, không có trace được, không có theo dõi cái đầu mối được. Cho nên nói chung là nói gì thì nói, 15 phiếu trong đó có cả Nga cả Tàu, 15 phiếu trắng của Hội đồng Bảo an chống Bắc Hàn. Nhưng mà những cái thế lực lớn, trong đó có Nga, có Trung Quốc, mà họ ký nhưng mà họ không thi hành đó, thì cái chuyện mà chế tài có hiệu quả thực hay không vẫn không xảy ra. Cái câu hỏi cho ký giả Nguyễn Xuân Nam là, ký giả Nguyễn Xuân Nam nghĩ rằng với cái việc mà Trung Quốc và Nga đã có dấu hiệu cho họ thấy, cho thấy rằng là họ ký nhưng mà họ vẫn làm ngơ, họ không có nghiêm chấp, họ không có enforce, vậy thì nếu không có cái sự thực hiện nghiêm chấp cái nghị quyết này từ phía Trung Quốc và Nga, liệu thêm một lần nữa
cái liều thuốc này cũng lại là một cái liều thuốc có cho vui, và Bắc Hàn lại một lần nữa lần thuốc không thưa? Thưa luật sư Duyên và thưa tất cả quý vị, là cái điều này đó, ông Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ và Thứ trưởng của Ngân khố Hoa Kỳ đó, ông cũng đã nói tới nói lui với Trung Cộng và Nga Xô trong mấy ngày vừa qua, là nếu như mà không có những cái tôn trọng thì Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp trừng phạt với những công ty, những nhà băng, những ngân hàng, những cái công ty của Trung Quốc, và có thể đẩy đến một chiến tranh, không phải chiến tranh về mậu dịch mà có thể tranh về kinh tế với các quốc gia đó. Cho nên Hoa Kỳ cũng nhìn thấy trước, và ngay cả bộ trưởng về ông về ngân khố Hoa Kỳ và thứ trưởng ngân khố Hoa Kỳ chuyên phụ trách về chống khủng bố đó, yeah, thì ông cũng đã cảnh cáo vấn đề này rất là nhiều, và lần này đó có lẽ người ta sẽ lưu ý hơn về cái việc thực thi, đặc biệt trong 9 lần vừa qua đã chứ 8 lần vừa qua chúng ta thấy rằng cái việc mà cái là implementation và enforcement ấy, là việc thực hiện cái nghị quyết và nghiêm chấp cái nghị quyết đó, thì nó còn nhiều khe hở, nói như được suy duyên quá, cho nên gần như Bắc Hàn lần thuốc không có ngán cái việc trừng phạt nữa. Nhưng mà lần này chúng ta không biết là như thế nào, nhưng mà qua cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ, đặc biệt cái thời tổng thống Trump á, ông ta nhấn mạnh nhiều hơn về cái implementation và enforcement của cái nghị quyết này hơn, thì coi thử thì như thế nào, chúng ta sẽ cập nhật chi tiết vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái việc trừng phạt lần này đó, nó bị một cái tư tưởng chiến lược mà nó chi phối nặng nề cái đầu của tổng thống Mỹ và cái đầu của chính phủ Hoa Kỳ và một số các thành viên liên minh của Hoa Kỳ trong đợt này, là một cái quan điểm đó mà ta coi là cái old wisdom, một cái sự thông thái cổ điển, hay là kia là conventional wisdom, là tại sao là cái sự thông thái mà nó ta truyền thống, bởi vì xưa nay thưa quý vị, một cái bài báo của tên tờ Reuters vào số tháng 6 vừa qua nó trình bày khá kỹ về quan điểm này, là xưa nay đó cái nền kỹ nghệ của Hoa Kỳ và thế giới này, từ cái thời khi mà cái máy bắt đầu mọi thần đại cơ khí hóa, bây giờ đến điện tử hóa, cơ khí hóa cộng điện tử hóa và tự động hóa, nhưng mà khi đụng vô cái máy móc, cái xã hội con người bây giờ nó không thoát khỏi cái dầu hỏa, khí đốt và xăng dầu, nó không thoát khỏi xăng dầu, cho nên cái vào trong cái những cái từ thế kỷ 19, 20, 21 thấy không, thì khi mà cái cuộc chiến giữa một số quốc gia, cái vấn đề cô lập và chặn đứng bóp nghẹt cái quốc gia đối lập của mình, thường họ bằng chiến dịch bóp vào dầu hỏa, bóp vào xăng dầu. Cái đó nó gọi là cái tờ Reuters số tháng, cái bài báo tờ Reuters vào số tháng 6 2017 ấy, họ cho rằng cái đó là cái kiến thức, cái sách lược, cái chính sách cổ điển, cái khôn ngoan cổ điển mà để tiêu diệt quốc gia nào thì dùng cách đó. Chúng ta thấy Nhật khi trước đây có những mâu thuẫn với phương Tây, OPEC cũng đã từng làm mình làm mẩy với Mỹ. Cái khối OPEC nó kêu là những cartel, những ông trùm bố già của khối OPEC ấy, khối về xuất cảnh dầu, các quốc gia xuất cảnh dầu hỏa, đã từng gây khó khăn cho một số các quốc gia như Hoa Kỳ, họ kể cả Nhật Bản, kể cả Trung Cộng, để họ muốn lũng đoạn, muốn quốc gia mà gây sức ép đó phải thay đổi đường lối, phải lũng đoạn chính sách của họ, phải gây cái nền kinh tế họ có thể chao đảo và sụp đổ. Cho nên khi những cái thập niên mà gọi là 70 và 80, nhất là thập niên 70, chúng ta thấy rằng cái chính sách đó được xem là cái con bài chủ chốt mà các nước như mà Nga đối với châu Âu, đối với Đông Âu và đối với các nước Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt Nam. Còn chúng ta thấy rằng là cái chính sách đó của các khối Ả Rập, các khối mà OPEC ấy, nó đối với các nước châu Âu, Tây Âu, Mỹ và các nước châu Á phát triển, thì cái chính sách mà dùng dầu hỏa đó, dùng dầu và xăng đó để gây sức ép đó, để mà bóp nghẹt người khác đó, để bắt người khác phải thay đổi chính sách đó, phải làm theo ý của mình nữa, nó trở thành một cái trong luận thuyết nó gọi là một chính sách kinh tế cổ điển để nhằm giúp một nền kinh tế, hay là nhằm hủy diệt một nền kinh tế, nhằm gây áp lực cho dư luận, áp lực những quốc gia đó. Ví dụ như thế này, trong đời sống của mình, anh Duyên thấy không? Nhà anh Duyên
right. Xe cộ chạy bằng xăng dầu. Nếu anh chạy vào xe mà bán tự động, bán điện và xăng thì cũng phải có chút xăng. Và cái sự lệ thuộc vào xăng rất là lớn. Mà nếu nền kinh tế Hoa Kỳ, mình thấy tại Florida vừa rồi không? Cái bão tới một cái, người ta mua xăng, không còn xăng nữa. Mà nếu không có xăng nữa, thì cái nền kinh tế và chạy giặt di tản của chạy bão di tản của tại Florida cho thành rối loạn và hỗn loạn. Và cái sự phục hồi lại cũng phải chạy bằng xăng, bằng dầu để lau dọn, rửa nhà, lau dọn, chở đồ đạc đi, chở như rác rưởi đi. Tất cả đều lệ thuộc vào xăng và dầu, thưa quý vị. Cho nên khi mà anh nào cầm xăng dầu, anh dễ gây sức ép người khác lắm. Cho nên trong cái chiến lược vừa rồi của ông Trump đối phó Bắc Hàn, một trong chiến lược quan trọng là gì? Thứ nhất là cắt cái nguồn dầu, xăng dầu dẫn vào của Đài Hàn, dẫn vào Bắc Hàn. Để từ đó đó là siết cổ Bắc Hàn lại. Right? Nhưng đến giờ này đó, mà cái người mà xuất cảng xăng dầu cho Bắc Hàn là anh Trung Quốc. Right? Cho nên gây sức ép Trung Quốc để Trung Quốc cắt cái nguồn xăng dầu này. Thì cái kiến thức đó, cái chính sách đó được xem là cái chính sách căn bản luôn trong cái đợt trừng phạt lần này. Cái khác đứng bàn thứ yếu, tất cả những việc cấm vận khác đứng hàng thứ yếu. Cái cấm vận đầu tiên, khủng hoảng đầu tiên vẫn là cái cắt cái nguồn huyết mạch đối nền kinh tế của Bắc Hàn. Thì ta đặt vấn đề này, cái này nó giải quyết được vấn đề, nó giải quyết được cái mục đích của vấn đề không? Ta bên Mỹ bày ra cái này, chính yếu là Mỹ bày ra cái này, thì đó, cái này có giải quyết được vấn đề, nó có làm thay đổi so với 8 lần trước ông, đây là thứ 9 này. So 8 lần trước nó có thay đổi gì không? Thì hiện nay đó có hai luận thuyết. Một lần tí thứ nhất là nó sẽ quốc, nó sẽ đánh gục Bắc Hàn trong một vài năm với điều kiện là implementation và enforcement tốt, với điều kiện là phải thực hiện cái nghị quyết định cách đúng mức và có giám sát, có áp chế, có cưỡng bức thi hành cái luật này cách đúng mức thì nó sẽ có kết quả trong một vài năm. Người ta đoán là sau năm nhất thì năm thứ hai bắt đầu có kết quả. Cái loại thứ hai cho rằng không cách gì có hiệu quả được, không cách gì có hiệu quả được. Thôi bây giờ thế này, mình nói cái thứ nhất hay cái trước phải không? Mình nói nhất là trước là cái mà nó có hiệu quả. Thì thứ nhất là thưa quý vị, cho đến giờ phút này, cái nghị quyết thì ban hành vào thứ hai vừa rồi, đến bây giờ này, trên cái dọc biên giới Bắc Hàn có khoảng 600-700 cái cây số mà dọc biên giới giữa Bắc Hàn và Trung Cộng, thì có những cái con chiếc cầu, có những cái đoạn sông, thì nơi đó là cái nền kinh tế Bắc Hàn thông thương ra thế giới bên ngoài thông qua những cái đoạn đó với Trung Quốc. Thì hiện nay đó có một cái điểm là họ cho rằng cái điểm đó là nó cái điểm mà xuất cảng mạnh nhất, nhập xuất cảng qua chiếc cầu nối liền giữa Trung Quốc và Bắc Hàn. Thì cái chỗ này nó feel a squeeze, nó cảm thấy nó bị bóp nghẹt, bóp cổ rồi. Là bởi vì thứ nhất là cái ngân hàng nó hạn chế quá, tiền mặt không có. Hồi trước tháng năm trước vào tháng này họ bán khoảng 10 chiếc xe tải, trong công ty nó bán 10 chiếc xe tải, xe ben, xe này xe nọ, biết không? Xe truck này nọ, bây giờ năm nay bán còn 2-3 cái mà sợ là không có tiền trả nữa. Cho nên có những công ty họ sợ đứng trước tình trạng bankruptcy. Và cái khóa mà xăng dầu đó nó bơm từ đường ống cổ điển từ Trung Quốc qua. Mà cái đường ống đó chúng ta biết là từ trước đây, những thập niên trước đây, nó đã bơm cái, nó đưa cái dầu từ Liên Xô qua, tới thời kỳ mà Liên Xô còn là cộng sản, không đưa từ đó qua. Thì cái đường dầu này nó thuộc loại đó là cũ kỹ lắm. Nhưng mà Trung Quốc cũng giảm tới sau năm ngoái, hiện nay đã giảm 97% số lượng xăng dầu đưa qua cái con đường đó, đưa qua cái hệ thống ống đó dẫn vào Bắc Hàn. Có nghĩa là cái, trước khi mà giảm xuống như vậy đó thì người ta thấy rằng Bắc Hàn có thể có sức chịu đựng khoảng trữ lượng đó, có họ tồn trữ đó khoảng 4 tháng số lượng nhiên liệu họ cần thiết. Nhưng mà bây giờ với cái sự mà chuyển xuống cắt khoảng còn 97%,
còn 3% cái là nhỏ giọt vô, thì hiện nay đã ảnh hưởng đến Bắc Hàn nặng nề. Ảnh hưởng là xe cộ trên đường phố của thủ đô Bình Nhưỡng rất là ít, và các cái khu điện á, cái khu mình sử dụng bằng xăng dầu, những phương tiện này nọ đó thì đã giảm dần rất là nhiều. Bằng ta dựa vào than đá, người ta dựa vào những cái vấn đề mà solar energy, những cái năng lượng mặt trời đó, để lấy cái chất đốt để lấy nấu để rồi nó cooking and lighting, là để nấu và để mà có ánh sáng, phải không? Thì người ta thấy lại tại Bắc Hàn cái tình trạng mà vì cấm vận lần này đó, người ta feel a squeeze, ta cảm giác là đã bị bóp cổ rồi, bị teo lại rồi, bị khó khăn rồi, bị một số lo sợ bankruptcy rồi, một lo sợ là không có tiền trả rồi. Cho nên cái đợt cấm vận lần này với sự quyết liệt của Hoa Kỳ thì nó có khác so với 8 lần trước, có khác so với 8 lần trước. Nhưng mà thực sự đó, người ta có nhìn có cái vẻ đó, cái vẻ là cái nền kinh tế Bắc Hàn đang khựng lại, đang chững lại, đang gặp khó khăn, right? Nhưng mà người ta thấy một điều như thế này, như vậy có người ta cho rằng chính vậy đó, cho nên cái tờ báo của hãng Reuters, bài báo đó ra vào tháng 6 năm 2017 cho rằng nếu kéo dài tình trạng này và siết chặt thêm nữa đó thì cuối cùng Bắc Hàn sẽ collapse, đặc biệt cái hậu quả của nó, Bắc Hàn sụp đổ bởi cái hậu quả devastation của nó, sự tàn phá của nó sẽ kinh hoàng, và Bắc Hàn sẽ phải đổi chính sách, sẽ hợp tác hoặc là sụp đổ. Đây là một cái đòn mà trảm thủ về kinh tế, right? Nhưng mà có một cái người ta cho rằng cái đó tương đối hơi lạc quan, bởi vì có một lý thuyết khác cho rằng Bắc Hàn có cái lá bài họ đã đánh, họ kinh nghiệm trừng trải trong vòng 12 năm vừa qua để đối phó chính đợt cấm vận, và Bắc Hàn có những cái thủ thuật khác để họ trường tồn và họ vượt qua cái đợt cô lập lần này. Thì theo cái cách nhìn của cái lý thuyết cổ điển á, kiến thức cổ điển, trí khôn cổ điển, khôn ngôn cổ điển á, có một số cho rằng cái chính cái lý thuyết đó nó sẽ mở ra một sự hủy diệt về cái mạng lưới xã hội, kinh tế, lòng dân, chính trị đối Bắc Hàn, và ta Bắc Hàn sụp đổ. Nhưng mà cũng có những lý thuyết khác cho rằng cái đó nó không vượt. Trước khi cái giám Nguyễn Xuân Nam trình bày cái phản biện gọi là cái lý thuyết không phải là khôn ngoan truyền thống, không phải là khôn ngoan cổ điển nữa, trước khi mình đi tới điểm đó, dựa trên những cái vấn đề, những cái điều mà ký giả Nguyễn Xuân Nam mới vừa phân tích qua báo chí đó, hai cái chữ mà thưa quý khán giả, ký giả Nguyễn Xuân Nam nói là thực thi và nghiêm chấp, implement và enforcement. Nội hai cái chữ thực thi và nghiêm chấp đó, nó cho thấy rằng là để mà có một cái biện pháp trừng trị, kiểm soát Bắc Hàn không phải là dễ. Trước khi mình nói tới cái tương lai, mình nhìn lại quá khứ nè. Cái mặt trận ISIS, mặt trận Hồi giáo, cái quốc gia Hồi giáo ISIS mà bây giờ đang hoành hành ở Trung Đông đó, họ bị cấm vận tất cả mọi thứ, nào là xăng dầu, vũ khí, tiền bạc, cái gì họ cũng bị cấm vận hết. Nhưng mà tại sao cái mặt trận Hồi giáo ISIS vẫn tiếp tục hoành hành cho tới giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện đây? Là tại vì nếu mà phía Mỹ muốn trận ISIS đó, thì lại một mặt khác là bên phía Nga muốn củng cố cái chế độ của tổng thống Syria, là tổng thống Assad. Rồi ở đó nó chia ra 3-4 lực lượng, nó chia 3 chân vạc mà. Khi mà các cái lực lượng mà nó đối chọi, nó đấu đá lẫn nhau thì thế nào cũng có những kẽ hở, khiến cho bây giờ mặc dù là các cái lực lượng chiến đấu của Hồi giáo nó đã suy yếu rất là nhiều, nó vẫn tiếp tục, nó dai dẳng, nó đấu, nó vẫn chiến đấu. Rồi Taliban ở bên Afghanistan, Mỹ với cái sức mạnh quân sự gần như là tuyệt đối, bao nhiêu năm rồi, mười mấy năm rồi, Taliban vẫn hiện diện, vẫn chiến đấu ở bên Afghanistan. Hay là cái Hiệp định Paris của Việt Nam, miền Bắc và miền Nam, khi mà ký văn bản thì rất rõ ràng có lẽ là có một cái giải pháp nào đó cho miền Bắc và cho miền Nam, nhưng mà một mặt thì Mỹ rút không có yểm trợ cho miền Nam,
Trong lúc đó, Nga và Trung Quốc tiếp tục yểm trợ cho miền Bắc, cho nên cái Hiệp định Paris cũng không được tôn trọng. Nói như thế để chúng ta hiểu rằng, cho dù bất kỳ có một cái thỏa ước nào, cho dù bất kỳ có một cái biện pháp trừng phạt nào dành cho Bắc Hàn đi nữa, liệu các những cái, thứ nhất là Bắc Hàn họ không có một cái thực lực để mà họ chống lại cả một cái thế giới, họ không chống lại được cái Liên Hiệp Quốc đâu. Nhưng mà chính vì cái lợi ích thiết thực của Nga và của Tàu, cho nên tôi tin rằng Bắc Hàn sẽ tồn tại. Tại sao Bắc Hàn sẽ tồn tại? Bây giờ mình nhìn nè, Bắc Hàn muốn gì? Bắc Hàn có muốn trở thành một cái quốc gia giàu có, trong đó lúc đó dân giàu nước mạnh không? Cái câu trả lời, bao nhiêu thập niên qua rồi, từ năm 1949 tới bây giờ rồi, Bắc Hàn không muốn dân giàu. Bắc Hàn chỉ muốn là cái chế độ của gia đình Kim Jong-un tồn tại, cái chế độ toàn trị cộng sản của Bắc Hàn tồn tại. Cho nên dân chết thì mặc dân. Bắc Hàn chỉ cần, Kim Jong-un chỉ cần muốn là ngồi ở cái ghế lãnh tụ để mà cai trị thôi. Thì đó là cái ý muốn của Bắc Hàn. Nga muốn gì? Mà Nga cũng muốn tương tự như vậy. Có nghĩa là dân Bắc Hàn muốn chết, muốn đói, mặc, miễn là cái chế độ toàn trị ở Bắc Hàn phải tồn tại để mà cân bằng với thế lực của bên phía Tây Phương, với thế lực của Mỹ. Nga không có muốn một nước Đại Hàn thống nhất mà lại đứng về phía Tây Phương, lại đứng về phía Mỹ. Trung Quốc cũng vậy. Trung Quốc là không có care là dân Bắc Hàn chết đói như thế nào, miễn là cái chế độ của Bắc Hàn phải tồn tại, là bởi vì Trung Quốc không thể nào chịu được một cái nước Đại Hàn thống nhất mà qua cái sự giàu mạnh của Nam Hàn để rồi làm áp lực đối với Trung Quốc. Cho nên ký thì ký, tôi tin rằng Nga và Trung Quốc sẽ không thực thi, sẽ không có nghiêm chấp. Mà khi Nga và Trung Quốc không thực thi và không nghiêm chấp thì những cái vấn đề khó khăn như là lúc nãy khi Giang Nguyễn Xuân Nam nói đó, vấn đề ngân hàng, không xài những cái ngân hàng chính thống của Trung Quốc, không xài những cái ngân hàng chính thống của Nga, thì họ sẽ đi luồn qua những cái hệ thống tiền tệ như là Bitcoin, như là nhờ Ethereum, những cái đồng tiền mà họ chỉ xài bằng tiền điện tử thôi. Họ vẫn mua, họ vẫn bán. Yes, nó có khó khăn hơn, nhưng mà hỏi rằng tuyệt đối Bắc Hàn tự nhiên tắt thở, chắc điều đó là không có. Cho nên nhìn qua cái gọi là cái khôn ngoan truyền thống, cái khôn ngoan truyền thống đó đã không thành công qua 8 lần trước rồi. Bây giờ thế giới đã thay đổi, các cái kỹ thuật về ngân hàng, về điện toán cũng thay đổi. Vậy thì cái thực thi và cái nghiêm chấp của cái luật trừng phạt mới, tôi cũng không tin là nó có cái hiệu lực để mà nó hoàn toàn nó hủy diệt cái chế độ Bắc Hàn. Cho nên muốn nghe ký giả Nguyễn Xuân Nam nói về rằng là cái lý luận mà phản bác hồi nãy ký giả Nguyễn Xuân Nam cũng đang định đề cập tới, nếu mà đi vào cái phân tích sâu sắc thì nó như thế nào thưa? Cảm ơn luật sư Duyên. Vấn đề này chúng ta thấy cái hiện tượng, cái vấn đề là khủng hoảng Bắc Hàn, khủng hoảng bán đảo Triều Tiên. Bây giờ Mỹ muốn anh Bắc Hàn đầu hàng, xếp lại hạt nhân và hoa tiễn thì Bắc Hàn không chịu, mời vô hội đàm cũng không xong. Bây giờ trừng phạt, và trừng phạt nếu không được nữa đó thì vấn đề sẽ như thế nào? Thế nên chúng ta đi từ vấn đề một, thì có cái lần trừng phạt này chúng tôi nói từ đầu là cái kiến thức, cái thông minh cổ điển cho thấy rằng lần này cái trừng phạt lần này với quy mô như vậy, nó trảm thủ như vậy, và họ theo dõi kỹ như vậy, họ theo dõi chặt chẽ và kêu gọi sự hợp tác như vậy đó, mà nếu nó thành công đó, người ta tin là nó sẽ thành công trong một vài năm tới. Và nếu mà nó thành công đó, thì điều đó tốt. Một số người lạc quan về cái kiến thức cổ điển này, tuy nhiên có một luồng với luồng khác họ không lạc quan cho lắm. Họ nói Bắc Hàn có khó khăn nhưng mà không gục, sẽ gặp khó khăn nhưng mà không gục. Tại vì sao thưa quý vị? Thứ nhất là bây giờ phải đến giờ này, đến chờ một năm nữa mới nhìn thấy Bắc Hàn khó khăn. Bây giờ Bắc Hàn đã khó khăn rồi, đang khó khăn và sẽ tiếp tục gặp khó khăn nữa. Bởi chúng ta thấy rằng là cái sự siết chặt của quốc tế
đối với nền kinh tế Bắc Hàn nhìn thấy rõ lắm, thưa quý vị. Và cư dân Bắc Hàn nói nhau thế này trên đường phố của Bình Nhưỡng, ta hỏi rằng giữa bom và dầu anh chọn được cái nào? Tất nhiên giữa một cách là Mỹ oanh kích vào Bình Nhưỡng, và hai là bị quốc tế cắt cấm vận đường dầu hỏa. Rất là đông người Bắc Hàn cho rằng họ không sợ thả bom trên Bình Nhưỡng, mà sợ gì? Họ sợ cấm vận dầu. Cái họ sợ cấm vận dầu có nghĩa là họ sợ đánh vào cái sự sống của họ, cái nền kinh tế của họ, mọi thứ mà họ đều cần đến xăng dầu, từ xe cộ tới máy móc tới này nọ cái khác, họ đều cần xăng dầu. Cho nên họ sợ, nói cách khác xăng dầu tí biểu thôi, nhưng họ sợ cái cuộc chiến tranh về kinh tế nhiều hơn là họ sợ cuộc chiến tranh về quân sự. Dân Bắc Hàn, cái cảm giác của dân Bắc Hàn hiện nay họ feel a squeeze, họ cảm thấy sợ, cảm thấy khó khăn, cảm thấy khủng hoảng, nhưng mà họ vẫn không sợ cảm giác chiến tranh nhiều bằng cái sợ cái cảm giác mà đói, lầm than, tâm tối, nghèo khổ. Đó là cái cảm giác mà chúng ta nghe các báo chí quốc tế nói về vấn đề này trên một số cơ quan truyền thông quốc tế. Quý vị có thể tưởng tượng này, với cái sự cắt hồi nãy chúng tôi có nói đến cắt dầu đó, cắt xăng đó. Sau năm ngoái thì hiện nay Bắc Hàn bị cắt giảm 97%. Cái giá xăng và giá dầu tại Bắc Hàn tăng một cách kinh hoàng. Vào tháng 9 năm 2017, tháng 12 năm 2016 thì giá một ký oil, một ký dầu nó chỉ có 97 cent. Và tới tháng 9 năm 2017, ngay giờ phút này giá oil tại Bắc Hàn lên tới $1.73. Như vậy, chúng ta thấy chỉ có từ tháng 12 năm 16 tới tháng 9 năm nay đó, cấp 9 tháng thôi, cái giá dầu đã tăng gấp đôi. Như vậy, cái người dân của Bắc Hàn nó đứng trước tình trạng là cái nhiên liệu bị thiếu, hàng hóa bị thiếu, tiền bạc bị thiếu và đời sống rất là đắt đỏ. Đời sống rất là đắt đỏ. Cho nên họ thấy cái đời sống họ bị bóp nghẹt thở ngay lập tức, thưa quý vị. Nhưng mà người ta tin rằng đó, Bắc Hàn họ sẽ vượt qua cái đợt này mà họ vẫn đứng được chứ không chết như một cái lý thuyết mà conventional khôn ngoan cổ điển sẽ khôn ngoan cổ điển mà nói. Tại vì sao ta nói này thưa quý vị? Có hai cái điều mà ta hay dẫn chứng cái lý thuyết phản biện ấy, ta dẫn chứng. Lý thuyết thứ nhất là thời kỳ về Xô Viết, họ bán dầu cho đồng minh của họ như Bắc Việt hay là Bắc Hàn, họ bán dầu trên cái chính sách là subsidize, là bao cấp trợ giá. Cho nên cái giá thật nó có đồng, họ bán 20 xu 30 xu để giúp anh em, gọi là quốc tế vô sản. Được không? Cho nên đó, cái thời đó quý vị cứ tưởng tượng một ngày thôi đó, Bắc Hàn sử dụng 76.000 barrel xăng dầu. Một ngày thôi Bắc Hàn sử dụng 76.000 barrel thùng xăng dầu. Đó là thập niên 1970-1980, trước khi mà Xô Viết bị tan rã. Thì thời đó, thì đến thời này đó, thì dân Bắc Hàn tăng lên 5 triệu. Thì lẽ ra cái nhu cầu về sử dụng dầu xăng dầu cao hơn. Nhưng mà Bắc Hàn đã sử dụng chỉ có 15.000 barrel hiện nay. Có nghĩa là mất 80%. Họ xài có khoảng một bên là 15, 1 phần 5. Tức là 20%. Yeah. Dân số thì tăng 5 triệu. Yeah. Mà nhu cơ mà sử dụng á, thì xuống chỉ còn 1 phần 5. Yeah. Như vậy có nghĩa là người ta nói nếu cái chấm bận về dầu thì lấy cái ví dụ này ra làm chứng nè. Yeah. Coi thử, lấy cái ví dụ này ra làm chứng, coi thử Bắc Hàn anh chịu nổi không? Thì ta tin là Bắc Hàn chịu nổi. Bởi vì họ, theo nói một nhà kinh tế, họ cho rằng một quốc gia mà họ sẵn sàng để dân họ ăn cỏ, để họ xây dựng vũ khí nguyên tử bỏ tiễn, thì anh không hăm dọa họ được. Giống như hồi xưa Việt Cộng, nó trốn như cái cụ chi đó, nó ăn củ sắn nó sống, làm sao mình cô lập nó? Chứ bây giờ mình cô lập được vậy? Thì người ta cho rằng đó là một câu chuyện nếu sụp đổ về, nếu mà chắc về xăng dầu mà để dẫn Bắc Hàn sụp đổ, thì Bắc Hàn đã sụp đổ trong thời gian vừa qua rồi. Như một cái ví dụ, cái sử dụng xăng dầu tới thời kỳ Xô Viết
cho đến bây giờ đâu. Cái ví dụ thứ hai nữa đó là ta nói đây này, cái thập niên 1990 và thập niên 2000, Bắc Hàn đói kinh khủng, thiên tai, bão lụt, mất mùa, nghĩ đến độ mà người dân phải ăn cỏ, đến bây giờ bằng trẻ con còi cổng. Và nếu họ phải thay đổi chính sách thì lúc đó Kim Jong-un, và lúc đó là Kim Chính Nhất, đã thay đổi chính sách, thay đổi đường lối quốc gia để mà tiếp tục phát triển, để mà sống với thế gian này, để cứu dân. Nhưng họ không chọn con đường đó. Dân chết, dân đói, dân ăn cỏ, kệ dân, mà họ mới theo chính sách mà giáo sư, luật sư Duyên biết chính sách nhiều. Chữ đó là youth. Youth là gì? Cái chữ này rất là đặc biệt, chỉ có Bắc Hàn mới có thôi. Nó kêu J-U-C-H-E. Dạ. Không biết là anh phát âm chữ thế nào. Dạ. Cái chữ đó thì nó gọi là chủ thể youth. À. Dạ. Cái thì... tiếng đó là cái tiếng phiên âm từ cái tiếng của họ qua à, tiếng không Mỹ đó. Dạ. Thế nào? Nhưng mà youth là chủ thể. Dạ. Nhưng mà nó chỉ thế này. Cái chủ thuyết cái chủ thuyết gì thưa quý vị? Họ pha trộn Marx với lại cái chủ nghĩa Marxist. Dạ. Và cái chủ nghĩa dân tộc của Bắc Hàn. Của ông. Dạ. Của bà, do ông mà Kim Nhật Thành Sơn, dạ, là ông bố, ông nội của Kim Jong Un bây giờ đẻ ra. Dạ. Thì họ cho rằng cái khi mà họ trung thành với cái chủ nghĩa Chúa Chi này đó, là chủ nghĩa đó là gì? Họ vươn trong gian khó, họ vượt trong gian khó. Dạ. Họ đạt đến mục tiêu xây dựng theo đường lối của họ. Right. Trung thành, cần kiệm, chịu khó, chết với đất nước. Thì một cái chủ thuyết đó đó, cho nên dân ăn cỏ, dân nhau ngon ngọt ăn cỏ, không nổi loạn, không có xăng dầu để chạy xe hơi, bên Nhưỡng sẽ xuất hiện những xe bò, không có xăng thì họ đang tính một cái tường là họ chạy bằng than đá, và họ đang sử dụng một loại kỹ thuật khác nữa là fissure traps, là họ biến cái than đá bằng dầu thành dầu. Và họ dùng những cái cây than đá thành dầu. Họ, anh nhớ năm sau, năm 1975, có một đoạn là Việt Nam trong đây đi xe than không? Yeah. À, anh nhớ không? Yeah. Anh nhớ sau năm 1975. Yeah. Và họ bây giờ họ đang dùng những cái kỹ thuật mà cái kỹ thuật là fissure traps. Yeah. Là kỹ thuật về dùng than đá thay dầu xăng, và họ sẵn sàng họ đối phó bằng cái tư tưởng mà tư tưởng Chúa Sĩ. Thì chúng ta thấy này, trên các nhà mà các nhà nghiên cứu về Bắc Hàn học đó, kể cả giáo sư tại Viện Đạo Seoul cũng phải đành phải thừa nhận rằng một cái chính thể mà nó không che tới mạng sống người dân. Yeah. Nó không che tới cái đói cái nghèo người dân, nó sẵn sàng bắn người dân chết hàng triệu người, thì anh lấy gì đe dọa nó? Yeah, đúng anh rồi. Lấy cái gì đe dọa nó? Thì Seoul không, bác bên Nhưỡng không có xe hơi, không có chạy bằng xăng, thì nó chạy bằng than đá, nó chạy bằng xe bò, với cái tinh thần Chu Si. Ừ. Tinh thần của chủ thể đó. Dạ. Thì anh lấy gì trừng trị nó? Cho nên đó, người ta nói một điều như thế này, người ta nói một cái điều là Bắc Hàn, chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ dùng cái wisdom đó, cái wisdom cổ điển đó, cái sự thông thái cổ điển đó để áp dụng với Nhật, với Mỹ, với Anh, với Đức, nhưng mà nó không áp dụng đất nước nghèo nàn, lạc hậu và theo tinh thần Chúa Si của Bắc Hàn. Cho nên cái vấn đề này, cái vấn đề nếu, cho nên chúng ta thấy rằng thứ hai mới ra một cái nghị quyết vừa thứ hai vừa rồi, hôm nay thứ năm ta bắt họ tiện tiếp. Right. Đã bắn họ tìm thế. Đó, họ cứ làm như vậy. Trên vấn đề này, vấn đề này là vấn đề mà người ta nói, vậy cái cô lập Bắc Hàn, cô lập bằng cái kiểu gì? Đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Cái điều nữa đó, có một chữ là, cái chữ này cũng hay lắm, luật sư. Cái chữ này, lập Bắc Hàn đó, áp dụng cái chữ này trong cái tinh thần mà chú Si đó, là cái chữ mà autarkic strategy. Autarkic là gì? Thắt lưng buộc bụng. Yeah.
Otakit là gì? Là chịu đựng trong nghèo khó. Right? Yeah. Thì một cái dân tộc mà cái họ độc tài, họ không có cái sự đối lập, họ có toàn quyền và đảng trị, cộng thêm họ được nhồi sọ trong mấy chục năm vừa qua về cái tư tưởng như là Tutsi, tư tưởng Otakit, và họ sẵn sàng ăn cỏ đó để mà sống đó. Mà trong khi đó anh biết sao, họ bị dân rất là hay. Anh thấy trong cái đợt mà kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Bắc Hàn, đất nước Bắc Hàn, họ xuống đường, họ mừng, họ xe, họ chở, anh coi những thước phim, họ chở những nhà khoa học đi quanh Seoul, tuổi trẻ Seoul, đi quanh Bình Nhưỡng, tuổi trẻ Bình Nhưỡng, thanh niên thiếu nữ Bình Nhưỡng, họ hân hoan, họ đón mừng các nhà khoa học đó. Những nhà khoa học chế bom nguyên tử, những nhà khoa học chế bom hydrogen, những nhà khoa học chế cái hỏa tiễn, họ coi như cái anh hùng của thời đại. Và họ tự hào một đất nước anh hùng, họ tự hào họ là cường quốc về nguyên tử, họ tự hào họ là cường quốc của quân sự. Cho nên họ kêu gọi người dân, chúng ta bị các thế lực thù địch để đánh phá, thì nó làm cho người dân càng ăn củ chuối nó cũng ráng nó nuốt ra. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc này, nhưng mà bên cạnh đó đó, họ đang phát triển cái rất quái dị. Cho nên một số các lập luận phản biện cho rằng trừng phạt Bắc Hàn bằng con đường cổ điển đó, thông thái cổ điển, nó không quất. Bởi vì thưa quý vị, nó còn có điều nữa là bây giờ họ tìm nguyên nguồn gọi tệ đâu. Chúng ta thấy đó, Bắc Hàn đưa ra ngoài quốc nhiều, bắt cóc làm ăn kiếm tiền, xuất cảng lao động kiếm tiền, buôn lậu kiếm tiền, buôn nha phiến bạch phiến kiếm tiền, đúng không? Hacking vào các nhà băng của Nam Hàn kiếm tiền. Bây giờ họ còn nghĩ tới cái cách anh cấm vận tới về tiền bạc, tôi cho một cách khác. Anh sợ nhất cái điều này, có đánh bằng cái chỗ anh sợ nhất là bán cái kỹ thuật nguyên tử và hỏa tiễn cho các quốc gia độc tài khác. Bây giờ ta thấy rằng Iran cũng nỗ lực đi tìm kiếm. Iran là một xứ sở dầu hỏa rất là giàu có, đúng không? Một cái xứ sở sẵn sàng bỏ tiền tỷ ra, hàng chục tỷ ra để đổi lấy cái vấn đề mà kỹ thuật nguyên tử và kỹ thuật hỏa tiễn. Vậy thì bây giờ Bắc Hàn có thể bán. Như vậy từ cái nguồn mà ngoài cái Iran là một khách hàng, là potential customer, một khách hàng có thể, thì còn bao nhiêu quốc gia muốn cần cái kỹ thuật hỏa tiễn và cần cái kỹ thuật mà nguyên tử của Bắc Hàn nữa. Và như vậy cũng sẽ có nhiều người chống, tuy nhiên cũng có những anh âm thầm lén lút để đi mua những cái hàng độc đó từ Bắc Hàn, đó nguồn ngoại tệ. Cái thứ hai nãy luật sư nói đó, họ sử dụng một cái vấn đề là đồng tiền điện tử đó, Bitcoins, là họ trong năm sáu mấy tháng vừa qua, từ tháng 4 đến tháng 5, do phát hiện của công ty FireEye, họ cho rằng họ không có chứng cứ Bắc Hàn 100%, họ nghĩ rằng Bắc Hàn làm chuyện này. Right? Là họ compromise cái hệ thống mà trao đổi của cái đồng tiền Bitcoin, mà cái đồng tiền nó gọi là cryptocurrency. Cryptocurrency đó là đồng tiền điện tử, thì đồng tiền mã hóa, tiền tệ mã hóa, tiền tệ điện tử, thì họ steal tiền từ trong hệ thống này, ăn cắp tiền từ trong cái hệ thống này. Như vậy cái họ đi tìm những cái nguồn ngoại tệ bằng hình thức khác, bằng bán vũ khí nguyên tử, bán cái vấn đề kỹ thuật hạt nhân, họ bán và họ điên cấp tiền trên hệ thống mà crypto. Mà anh với hệ thống cryptocurrency, hệ thống tiền tử bây giờ, anh biết được xem là đồng tiền của tương lai, và nó hiện nay nó rất là mạnh và nó phát triển. Kể cả anh nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng đang thông qua một cái luật về đồng tiền điện tử, để đồng tiền Bitcoin này đang viết luật để mà chuẩn bị thông qua cái đồng tiền điện tử này. Như vậy anh thấy càng ngày cái đồng tiền điện tử trên thế giới nó thay thế rất nhiều cái kiểu mà đồng tiền khác, và Bắc Hàn có cái kỹ thuật, họ đang compromise với những cái ngân hàng lớn về vấn đề này để họ lấy tiền. Cho nên anh họ không làm con đường vương đạo được, mua bán một cái chính danh hợp pháp công khai, thì họ phát triển con đường ma đạo, đúng không? Thì cái con đường ma đạo cũng làm cho các công ty trên thế giới nhức đầu lắm.
Cho nên Bắc Hàn người ta nghĩ rằng này, Bắc Hàn thứ nhất là họ quen cái vấn đề đối phó với cấm vận. Thứ hai là dân chúng họ sẵn sàng chịu khổ vì cấm vận. Thứ ba, họ trung thành với cái đường lối độc tài mà cái tư tưởng Tutsi là xưa nay, cộng với tư tưởng mà chúng ta vừa nói đó, cấm thắt lưng buộc bụng đó, là ba, cái không quản trị, không có enforcement được cái cấm vận, nhất là pháo bằng tay của Nga và tàu dính vô. Bên ngoài họ nói như vậy, bên trong thì họ mở cửa làm ăn thì cũng khó kiểm soát được. Cộng thêm những cái điều kiện hoàn cảnh đó, Bắc Hàn không phải là quốc gia mà gọi là develop, quốc gia phát triển, mà một quốc gia rất nghèo nàn, thì cái chính sách mà thông minh cổ điển nó không có áp dụng được trong cái trường hợp của Bắc Hàn. Và cộng thêm tay này lưu manh, chơi đủ thứ trợ, giống là chơi đủ thứ tà đạo, thì cái việc mà đối phó bên tay mà tà đạo, dùng những cái vấn đề tin tặc, dùng vấn đề mà buôn lậu, dùng vấn đề ám sát thủ tiêu, dùng vấn đề bắt cóc vân vân để thành tiền, thì đối phó nhân vật này cũng rất là khó. Cho nên thưa quý vị, có một cái lý thuyết, trước khi nghe luật sư Duyên có thể nhận định về cái vấn đề cuối cùng, thì có một lý thuyết là cho rằng tới một lúc nào đó hai đang đang đánh xì phè, anh nào cũng chờ anh kia lên để nháy mắt trước, chấp nhận thua gì. Bắc Hàn cho thấy đến giờ này họ không chấp nhận thua, họ phóng qua tỉnh tiếp, anh chấp nhận kệ anh, tôi phóng kệ tôi đấy. Thì bây giờ cứ tiếp tục như vậy đó, thì đó cái gì thì xảy ra, thì cả hai hình thức đến giờ này thưa quý vị, một là họ nghĩ rằng thứ nhất là Mỹ vừa kết hợp hai cái chiến thuật mà càng ngày cái điều đã lộ ra, nhất là bài nói chuyện của Mattis vào sáng nay khi ông đến thăm cái lò mà cái căn cứ mà hỏa tiễn của Hoa Kỳ, thì cái lời phát biểu của Mattis cho thấy rằng Hoa Kỳ có một option càng ngày càng rõ ràng hơn, là vừa kết hợp với chiến tranh phủ đầu. Chiến tranh phủ đầu là gì? Preemptive strike là tôi đánh lên trước, dập anh, lock and load, right? Là chiến tranh phủ đầu. Thứ hai đó là chiến tranh trảm thủ. Và chúng ta thấy rằng Seoul đang phát triển một cái unit là decapitation unit, từ 2-4 ngàn quân, sửa máy bay lại, modify máy bay lại, thâm nhập vào Bắc Hàn, và Bắc Hàn không biết, với đoàn quân 2-4 ngàn quân có thể đổ bộ vào bất cứ chỗ nào của Bắc Hàn trong nháy mắt, và theo hệ thống phương tiện bay rất là hiện đại phối hợp với Mỹ. Và như vậy đó thì người ta cho rằng nếu mà Bắc Hàn cứng đầu đó thì khó tránh được cái đợt lần này là vừa chiến tranh phủ đầu preemptive strike và vừa là chiến tranh trảm thủ là decapitation strike, với cái phối hợp Nhật, Mỹ và Nam Hàn. Cái thứ hai nhưng mà cái cuộc chiến tranh đó mà chỉ một sai lầm nhỏ thôi đó thì Seoul và Nhật Bản tan nát, vậy cái sự chết chóc nó không lường được. Chứ cũng có thể cái phương án thứ hai là có một cái thương lượng với cái giá đặc biệt, bởi vì Bắc Hàn bây giờ cái giá họ thương lượng nó khác với Kim Jong Un, cái giá thương lượng bây giờ khác với cái giá của ông cha. Trước đây cái thời kỳ mà ông Kim thứ nhất á, Mỹ cũng thương lượng hợp tác và viện trợ, nhưng mà cái viện trợ đó nó không đáng. Bây giờ nếu mà Bắc Hàn đòi hỏi đó, để viện trợ đó hay để đổi lấy cái chương trình nguyên tử hạt nhân, thì cái giá họ khác, và cái bargaining power, cái khả năng thương thuyết của họ, khả năng đòi của họ, khả năng trả giá của họ sẽ khi này nó kinh khủng hơn. Mà nếu như mà với sức ép từ Seoul là không dám mở chiến tranh, đúng không? Mà sợ cái thiệt hại quá lớn đó, Nhật Bản, Seoul gây sức ép, thì có thể bộ ba Mỹ, Seoul và Nam Hàn có thể có một điều với Bắc Hàn lần này. Mà cái điều đó thì người ta biết, không biết cách chơi Bắc Hàn như thế nào, nhưng người ta tin rằng cái điều sẽ rất là đắt. Mà cái tại vì anh ta bây giờ một cái cường quốc nguyên tử này, là anh ta đòi cái giá khác, chứ ông còn lúc đó mới đang develop, anh thấy không? Chưa thành thành. Cho nên chính vì như vậy đó, thì thưa quý vị, cái khủng hoảng Bắc Hàn, một cái giải pháp chưa kết thúc, cho dù Liên Quốc đưa ra một số các cái biện pháp trừng phạt, và luật sư Duyên cũng như chúng tôi
không hẹn nhau mà gặp một cái điểm, là chúng tôi tin chắc rằng cái trừng phạt này cũng không tiêu diệt của nước Bắc Hàn như chúng ta nghĩ. Và để kết thúc thì đây là một cái suy nghĩ mở thôi. Tôi vẫn có cái thói quen là mỗi lần tôi phân tích tình hình ở các vùng trên thế giới đó, tôi đặt cái suy nghĩ này vào trong đầu của những cái tay mà đang trên cái bàn xì phé. Kim Jong-un có lẽ là còn trẻ quá, mặc dù có cái quyền rất lớn trong tay, nhưng mà nếu mà đặt Kim Jong-un mà ngồi cạnh với những tổng thống Putin, những Tập Cận Bình, thì chắc Kim Jong-un không có một cái kinh nghiệm gì về cái tình hình thế giới hết. Quý khán giả cứ thử suy nghĩ là ngay bây giờ chúng ta biết là sở dĩ cái tình hình Bắc Hàn không giải quyết được không phải là vì Kim Jong-un. Chúng ta biết là bất kỳ lúc nào nếu mà giả sử Mỹ mà ra tay, được tự do ra tay đó, thì Mỹ dập Bắc Hàn trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi. Mình biết cái chuyện đó. Sở dĩ mà Mỹ mạnh như vậy mà Mỹ không làm được gì cả không phải là vì Kim Jong-un, mà chính vì Nga và Trung Quốc. Như chúng tôi đã nói trình bày lúc nãy đó, Nga và Trung Quốc không muốn có cái sự thay đổi chế độ ở Bắc Hàn, không muốn có một nước Đại Hàn thống nhất mà dưới cái sự lãnh đạo của Nam Hàn. Còn nếu mà nó gọi là dưới sự lãnh đạo của Bắc Hàn thì Bắc Hàn không đủ sức để lãnh đạo cả một nước Đại Hàn thống nhất. Chúng ta thấy rõ cái việc đó. Vậy thì cái ý muốn của Nga và Trung Quốc ở đây là gì? Là làm sao để mà giữ cái chế độ của Bắc Hàn mà không có Kim Jong-un, không có một cái người điên như thế muốn phải có một cái... Thật sự Trung Quốc họ cũng đã từng nỗ lực làm như thế rồi, nhưng mà cái nỗ lực đó vừa manh nha, thì Kim Jong-un đã giết cái ông dượng của mình, đã giết cái người anh cùng cha khác mẹ với mình rồi. Điều đó không có nghĩa là vào lúc chúng ta đang phân tích, chúng ta đang suy nghĩ ở đây mà Tổng thống Putin, Tập Cận Bình không có nói chuyện với nhau. Và nếu mà giả sử những con hổ trong rừng đó mà họ đạt được một cái đồng thuận nào đó, thì cái số mệnh của Kim Jong-un rất là mong manh. Tôi nghĩ rằng là Kim Jong-un chắc cũng, nếu mà thông minh đủ, cũng để hiểu biết rằng là mình nên dàn xếp cho thật lẹ với các đàn anh Nga và Tàu. Bởi vì khi mà quá trễ, khi mà vì chính quyền lợi của Nga, chính quyền lợi của Tàu, thì cái việc mà những cái toán đặc nhiệm gọi là để mà ám sát Kim Jong-un đó, nhiều khi họ lại được sự trợ giúp của chính Nga và Tàu để mà họ thực hiện cái kế hoạch của họ. Bởi vì dưới con mắt của Nga và Tàu, cái vùng Bắc Á đó sẽ ổn định nếu có một cái chế độ vẫn độc tài, vẫn theo cái chủ thuyết Juche, chủ thể kết hợp giữa Marx và chủ nghĩa quốc gia. Miễn là cái chế độ đó cùng lắng nghe Nga và Tàu, để rồi cái chế độ đó cũng tồn tại trong cái cộng đồng thế giới. Nga và Tàu không có muốn chỉ vì một cái con sâu Kim Jong-un mà làm rầu cái nồi canh, làm rầu cả một cái thế trận toàn cầu của Nga và Tàu. Đó là cái suy nghĩ mà tôi sau khi phân tích với lại Nguyễn Xuân Nam, với mọi người, thì mình chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Mời quý khán giả cùng tham dự với chúng tôi trong những cái suy nghĩ như thế, không có cái ý, không có cái tham vọng cho là chúng tôi đoán mò, nhưng mà thực sự ngồi lại cái bàn cờ thế giới thì chúng ta cũng ngồi giống như là, nếu mà chúng ta chỉ cần đặt cái trí não của chúng ta vào cái vị trí của những cái tay chiến lược toàn cầu đó, chúng ta cũng sẽ đưa ra những cái giải pháp nó tương tự như thế. Đó cũng chỉ là một cái thiện ý của chúng tôi. Xin cảm ơn. Cảm ơn luật sư và cảm ơn quý vị đã theo dõi, và chúng ta nói, sẽ trở nói, lại nói như mình lại bạn Ba Tung Cương trong tâm trí. Hạ hồi phân giải. Dạ, xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi.